Năm chiếc bánh kính chào quý ông bà, anh chị em. Có một nhà thờ duy nhất ở Việt Nam được Tòa Thánh công bố rất đặc biệt, mà chưa có nhà thờ nào ở Việt Nam được Tòa Thánh công bố đến như vậy. Vậy Tòa Thánh đã công bố gì? Xin mời anh chị em tìm hiểu công bố đặc biệt này. Đến với Bắc Ninh, lắng tai nghe những làn điệu quan họ mượt mà, đưa mắt ngắm dòng sông cầu lơ thơ nước chảy. Đến với Bắc Ninh là đến với cái nôi văn hóa xứ Lạc Việt, đến với những lễ hội dân gian dịu ngọt. Đến với Bắc Ninh, đến với ngôi thánh đường hơn 100 tuổi, đến với một kiến trúc nghệ thuật có 102, và đến với một di sản đức tin với biết bao thăng trầm trong suốt chiều dài của giáo phận Bắc Ninh. Nhà thờ chính tòa giáo phận Bắc Ninh được khởi công xây dựng từ năm 1889. Thời Đức Giám mục Thiên Khởi, Ngài đã chọn địa điểm, mua đất và xây dựng nhà thờ cùng với tòa giám mục. Đến năm 1892, nhà thờ mẹ của mọi nhà thờ trong giáo phận được khánh thành. Từ đó đến nay, nơi đây đã trở thành điểm hẹn quy tụ mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận. Hơn 100 năm qua, ngôi thánh đường ấy đã trở thành biểu tượng hiệp thông của cả giáo phận miền Kinh Bắc. Nhà thờ chính tòa Bắc Ninh được xây dựng theo một phong cách kiến trúc độc đáo, được hình thành vào thế kỷ 16. Chiêm ngưỡng ngôi nhà thờ hơn 100 tuổi, ta có thể thấy đó là thành quả của sự khéo léo, kết hợp hài hòa giữa nhiều yếu tố. Lối kiến trúc độc đáo ấy đã đem lại cảm giác linh thiêng hơn. Nhìn vào lòng nhà thờ như thấy sâu hơn, dài hơn, rộng hơn so với diện tích thực. Có lẽ nhờ vậy mà mỗi khi bước chân vào sảnh đường chiêm ngắm nguyện cầu, trong tâm trí mỗi người đều có cảm nhận như đang đi lạc vào một thế giới khác. Tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố Bắc Ninh, cách thành cổ Bắc Ninh 300m, nơi xảy ra biến cố 100 vị Bắc Ninh chịu phúc tử đạo thời vua Tự Đức ngày 4 tháng 4 năm 1862. Nhà thờ chính tòa đã trở thành di sản đức tin, trở thành nơi lưu giữ những minh chứng lịch sử hùng hồn của các vị tiền nhân. Nếu ai muốn tìm về với bài ca hùng tráng của giáo phận, thì ngôi nhà thờ hơn 100 tuổi ấy chính là một nhân chứng sống sau những biến cố đức tin lớn lao. Năm 1992, nhân dịp kỷ niệm 100 năm hoàn thành, Tòa Thánh công bố đã ban ơn toàn xá vĩnh viễn cho nhà thờ chính tòa Bắc Ninh. Kể từ đó, những ai hành hương nhà thờ chính tòa và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng đều được lĩnh ơn toàn xá. Đây là ơn toàn xá vĩnh viễn cho nhà thờ chính tòa Bắc Ninh duy nhất ở Việt Nam có được. Nhà thờ chính tòa còn là nơi nuôi dưỡng linh hồn của giáo phận, là nơi che chở đoàn chiên vượt qua năm tháng chiến tranh khốc liệt. Trong những năm mưa bom bão đạn, nhiều công trình xây dựng khắp nơi bị tàn phá, nhưng ngôi nhà thờ chính tòa Bắc Ninh vẫn kiên trung vượt qua năm tháng và trở thành điểm tựa cho mọi thế hệ. Nhờ thế mà dù gặp biết bao khó khăn trong đời sống đức tin, nhưng niềm tin sắt son của giáo phận Bắc Ninh vẫn mãi kiên vững không lay. Thời gian trôi qua, mưa nắng giả dầu, di sản đức tin của giáo phận có những dấu hiệu của xuống cấp. Đứng trước thực trạng ấy, Đức cha cố Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến đã thao thức tu sửa ngôi thánh đường cho xứng hợp. Nhưng ước mơ ấy chưa có dịp thực hiện thì Thiên Chúa Quan Phòng đã gọi Ngài về miền đất hứa. Ý Chúa thật nhiệm màu, ngay khi về nhận giáo phận, Đức cha Cosma đã tiếp tục tâm nguyện còn dang dở của vị tiền nhiệm. Ngài đã cầu nguyện, lo toan, sắp xếp cho công việc thiêng liêng ấy. Vào đầu năm 2011, nhà thờ chính tòa đã bắt đầu được sửa chữa. Sau gần 2 năm trùng tu, vào ngày 13 tháng 10 năm 2012, ngôi nhà thờ đã hoàn tất và được cung hiến cho Thiên Chúa với tước hiệu Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi.